tình em mịt mờ như mây như khói, nhớ thương em hoài biết thuở nào. Xin chào tất cả quý vị anh chị em. Buổi tối hôm nay Trung Kiên Audio lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến quý vị anh chị em một bộ dàn của hãng Onkyo, loa dàn đồng bộ model là R7GX. Con này loa dàn đồng bộ các bác nhá. Công suất của hai loa là 140W hai loa. Trở kháng của cái dòng F7GX này là 4 ohm các bác nhá. Hai lỗ thôi phía sau, xẻ dọc phía sau. Chất âm thì rất là hay, với cặp loa F7GX này em bán rất là nhiều rồi. Chất âm rất hay, bass cực kỳ lớn, chép rất sáng tiếng, đặc biệt là dòng chép dom từ kép luôn. Bass chép đều từ kép. Con này phủ bass được bọc trùng nhiễu. Con này bass 12, loa gân zin nguyên bản chưa thay thế, màng carbon, gân cao su các bác nhá. Chưa thay. Mọi thứ đều zin nguyên bản. Hai loa hình thức còn tương đối đẹp. Có một hai vết xước rất nhỏ do vận chuyển. Tuy nhiên thì nó không đáng kể và em đã khắc phục lại các vết xước rồi, cho nên là nhìn nó không bị lộ nữa. Lát nữa em sẽ quay chi tiết các vết xước cho các bác xem nhé. Thế còn đầu máy thì hình thức tổng quan cũng rất là đẹp, mặt trước đẹp, xung quanh tương đối đẹp. Có một vị trí ở góc bên này là nó có bị vỡ thì em đã gắn keo lại rồi cho cái thành ở góc bên này nhá. Lát em sẽ quay cho các bác xem luôn. Đó. Về tính năng thì bộ dàn này ngoài CD con này kèn đĩa không đọc. Thế còn MD chơi ok. FM con này full 108 dò sóng trên khiển. Và AUX cái nối điện thoại máy tính qua jack 3.5 đều chơi ok hết các bác nhé. Hiện tại đang mở chế độ AUX cái nối điện thoại máy tính qua cổng 3.5 qua chơi qua điện thoại nhé. Mời các bác trải nghiệm chất âm của cặp loa S7GX này nhé, rất hay luôn. Kế gẩm cái motor nhá, khi em tăng giảm ở trên điều khiển này nó sẽ tự quay luôn luôn về không anh em nhá, nó rất là hay luôn. Đó, chất âm của cái cặp loa S7GX thì anh em đã được trải nghiệm rất nhiều rồi, em bán cũng khá là nhiều rồi, cực kỳ hay luôn. Bass cực kỳ chắc và sâu. Chép của cái dòng Onkyo thì nó rất là hay, nó không chói như một số các cái dòng chép của các hãng khác. Rồi, tính năng AUX thì em đã test ok nhá. Bây giờ em test thằng đĩa MD của nó. MD con này chơi ok luôn các bác nhé. Đó. Có CD con này thì bị kén đĩa thì em không test nữa, coi như bỏ qua thì ngang CD nhá. Em chuyển cái bài 2 đi, cái bài 1. Ôi sợ hoàn quyền quá, không biết có hoàn quyền không nhỉ. Chuyển bài 2 đi. Toàn nhạc Nhật thôi, không bỏ qua đi em nhá. Thôi không test nữa, nhỡ nó lại bản quyền thì em lại phải quay lại lần nữa, mất thời gian lắm. Ok nhá, MD còn đọc ok luôn. Đó. Rồi, tiếp theo thì test đến những nữa là tính năng đài FM. Đài FM các bác có thể dò trên khiển cũng được, hoặc là các bác ấn ở đây cũng được nhá. Ấn đây cũng được, hoặc ấn đây nút 2 nút này. Đấy, hoặc trên khiển các bác ấn nút lên xuống này nhá. Để các bác chuyển đến chế độ đài FM. Đây. Đài FM lên rồi. Mỡ hay là
uống sử dụng nhiều rượu bia chẳng hạn. Vậy theo bác sĩ thì nguyên nhân vì con sao này thì mà các bác phải dò sóng ở trên khiển nhá. Ở trên máy không dò được sóng đâu. Vâng đúng như vậy. Thế khi các bác muốn dò sóng các bác ấn nút cho em nút tiến lùi ở trên này đấy nhá. Để lên sóng 12.7 em ấn tiến lên này. Là sẽ lên sóng 12.7. Các bác ấn nhấp nhấp là nó sẽ lên dần. Để nhấp nháy là nó sẽ dần nhá. Ấn giữ không nhảy rồi. Con này phải nhấp nháy. Đây. Em sẽ dò lên sóng 12.7 cho các bác xem. Con này full 108 luôn anh em nhé. Bắt đài full đài Việt Nam luôn. Đây rồi. 12.7 cũng nhá. Đây là sóng VOV3. Đang ca nhạc rồi. Của quay nó lại bản quyền với em cũng sợ lắm. Rồi về sóng 100 đi. Ok nhá. Rồi sóng 12 nút này các bác nhá. Đây, 2 nút này đây lên xuống ở đây. Thế còn anh em chỉnh chế độ bass nâng sâu thì anh em ấn nút audio cho em. Đây có 3 cấp độ này, ọp này, S-Bass 1 này, S-Bass 2 này. Con này các bác có để 1 để 2 nghe cho nó hay nhá, nghe cho nó đã. Bass sâu luôn. Cái dạng thực phẩm thứ hai là chứa nhiều cái hàm lượng chất béo tăng cao mà đặc biệt là cái thời đại hiện nay thì bãi về hay căng của nó thì hơi xấu một tí anh em nhá. Đây hay căng đây nó có bị rách một chút xíu nhá. Anh em thích cẩn thận thì cứ đi căng lại căng cũng được, hoặc nếu mà chưa đơn giản thì cũng kệ, cứ thế mà chưa không vấn đề gì cả luôn. Đấy hay căng nó đây. Chất đó. Béo như thế này. Rồi bây giờ mới quay qua hình thức tổng quan cả bộ dàn cho các bác xem nhá. Mặt trước nói chung là về tổng thể đẹp ok luôn. Mặt trên thì sao cũng đẹp ok luôn các bác nhá. Loa đẹp, dàn đẹp luôn. Đó. Đôi máy ít xước sát. À đây có một vết xước ở đây. Nó rất là nhẹ thôi, nó không nhìn không lộ lắm đâu. Đấy. Đây vết lộ nhất của cả bộ dàn nó là cái vết này đây. Thì em đã khắc phục bằng cách là xử lý lại cái màu của nó cho nó tương đồng với cả cái vết xước rồi. Cho nên là nó sẽ không bị lộ nhá, đây nhá. Một vết xước đây các bác nhá. Và một cái vết nữa ở đâu? À đây bên này đây, góc này đây. Đây vị trí này đây. Nó cũng không quá lộ đâu, bởi vì em đã xử lý lại cái màu của nó rồi. Thì nó giống hệt như là cái màu của người luôn. Đấy, thế còn lại là rất là đẹp, không vị trí nào có bị xấu gì nữa. Đấy, tổng thể rất đẹp luôn. Loa đề can gỗ rất đẹp luôn. Mặt sau cũng loa vuông vắn chưa vỡ chưa bể nở luôn. Hai loa đều đẹp luôn nhá. Đây, 140W hai loa trở kháng này là 4 ohm. Đấy, S7GX. Cục dàn thì sao? Cục dàn đây. Công suất của cục dàn nó là 48W điện. Made in Japan. Rồi, đây là các cổng kết nối này. Cổng AUX in này, hoặc cổng anh em chơi cứ cắm cổng in được, AUX cũng được, hoặc cổng CR hoặc cổng tép, miễn là cổng in được nhá, là anh em có thể chơi điện thoại máy tính hết. Và cổng out là cổng xuất âm ra. Đây là cái cổng anh em bắt FM nhá, anh em cắm em một đoạn dây điện cắm sâu vào trong cái lỗ nhá, đây có cái lỗ này. Đấy, cắm ngập cái lỗ này là cắm đoạn dây điện nó sẽ bắt được FM luôn cho anh em nhá. Ngoài ra con này có cả cổng sút điện này, anh em có thể chơi sút điện hỗ trợ thêm tiếng trầm cho cái bộ dàn nhá, anh em chơi ở lỗ này nhá, cắm ở lỗ này đó. Ok, về tổng thể con này rất là đẹp. À đây còn một vị trí cũng xấu nữa, nhưng nó không lộ, nó là nằm sát thành này đây, nó bị vỡ một tí xíu đây, em đang gắn keo nhá, để em tra lại keo ở chỗ góc này nhá, để nó bị vỡ một tí ở đây đó. Rồi không để các bác chờ lâu, em báo giá luôn cái bộ dàn này. Bộ dàn này Trung Kiên Audio đang bán với giá là 1.200.000 thôi. 1.200.000 các bác nhá. À xin lỗi các bác, em lại nói nhầm rồi. Cổ ngày hôm nay toàn bán dàn cỏ thôi cho nên báo giá cũng nhầm luôn. Bộ dàn này em bán giá là 2.200.000. Xin lỗi tất cả các bác nhá, 2.200.000. Bộ dàn này không thể bán 1 triệu được. 2.200.000. Cái giá trên thì đã bao gồm cho các bác, thứ nhất là một bộ đổi điện để các bác chơi điện 100. Cái thứ hai là một dây AUX để các bác chơi qua cổng điện thoại qua jack 3.5. Thứ ba là một cái điều khiển để các bác có thể chỉnh được âm lượng to nhỏ, tắt bật nguồn này, rồi thì dò sóng của đài FM và chỉnh bass cho cái cục dàn này luôn nhá. Đấy, rất nhiều các tính năng ưu việt trên điều khiển. Đó. Và nếu như các bác mua hàng còn chuyển còn cọc thì các bác cọc giúp em là 300.000 với bộ dàn này. Còn nếu như các bác mua hàng còn chuyển còn đủ 2.200.000 thì bên em sẽ tặng các bác cái bộ chân đế kê loa và kê âm ly này luôn. Đấy. Và nếu như các bác mua hàng chuyển đủ và không thích bộ chân đế này thì bên em sẽ đổi sang cái gói quà tặng là bao ship với tất cả anh em luôn. Với tổng giá là 2.200.000 đồng cho bộ dàn này. Mọi chi tiết mua liên hệ mua hàng thì anh em nhắn tin Zalo hoặc gọi điện Zalo là 0975 575 262. Em nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi hết video, xin kết thúc video test tại đây.